Trong cái video hôm nay thì xin giới thiệu tới các bác một con loại thảo dược được nghiền thành bột nhé. Tên của nó chính thức thì tôi chưa đặt tên, bởi vì đây mới là cái sản phẩm mà tôi đã dùng cho gia đình và một số cái người bệnh nhé. Thì thấy rằng nó có hiệu quả rất là tốt. Cái sản phẩm này thì sẽ được đặt tên sau nhé. Còn về tác dụng của nó thì có khá là nhiều tác dụng. Đầu tiên ấy thì phải nói rằng nó có cái tác dụng là chữa cái đau dây thần kinh số 5 nhé. Hay tóm lại là về vấn đề đau dây thần kinh mà nhiều thuốc khác không chữa được nhé, thì dùng cái thuốc này lại có hiệu quả. Hiệu quả hay không ấy thì chính xác hay không thì người bệnh dùng ấy thì sẽ rõ. Trước hết là xin nói về cái đau dây thần kinh số 5. Cái đau dây thần kinh số 5 ấy, hay còn gọi là đau dây thần kinh tam thoa, là cái phần nó cứ hay đau ở cái phần mặt và ở cái phần gần lỗ tai ấy. Tại đấy thì cái dây thần kinh số 5 này nó được chia làm 3. Một nhánh thì lên cái phần trán nhé, một nhánh thì đi ra phần má, và một nhánh thì xuống phần hàm răng. Cho nên là khi mới đau thì các bác có thể bị nhầm lẫn giữa đau răng và cái đau dây thần kinh tam thoa. Nhưng đặc điểm của cái dây thần kinh tam thoa hay thần kinh số 5 ấy thì nó có một cái đặc điểm, đó là đau theo từng cơn nhé. Mỗi cơn thì nó dồn dập lại với nhau và rất là đau, có thể đau tới khoảng 2 phút, 1 đến 2 phút cho nó lại hết nhé. Nhưng nó gây ra rất là khó chịu, cái cơn đau rất là đau nhé. Thì nhiều bác dùng các cái thảo dược khác không khỏi, nhưng mà dùng cái thảo dược này thì uống ấy, thì thấy đỡ, mà đã đỡ thì kiên trì uống là khỏi nha các bác nhé. Thì cách dùng cái thảo dược này ấy, thì thường ấy, thì đối với các cái trường hợp tùy theo cái cơ địa của các bác, nhưng thông thường ấy nhé, thông thường thì một người một ngày nên dùng khoảng 2 lần hoặc 3 lần, mỗi lần 2 đến 3 cái thìa như thế này. Đây là một thìa này, đấy, 2 thìa này, đấy nhé, hoặc có thể dùng đến 3 thìa này một bữa nhé các bác nhé. Nó tương đương với tầm khoảng độ tầm 5 cho đến 7 gram nhé, 7 gram. Thì tùy theo cơ địa của các bác là các bác có thể dùng 2 thìa này hoặc 3 thìa này nhé, và có thể dùng từ 2 cho đến 3 lần trong ngày tùy theo cái cơn đau của các bác. Ví dụ như các bác đau nhiều, đau rất đau, thì các bác muốn đỡ nhanh thì các bác dùng 2, 3 hoặc là thậm chí là 4, 5 thìa cũng được nhé. Đấy, thường thì các bác dùng khoảng 3 thìa này, xong đó thì 5-6 tiếng sau là các bác phải uống một bữa nữa nhé. Dùng như vậy thì có những bác ấy chỉ khoảng độ 2-3 ngày sau là thấy nó đỡ đau ngay nhé. Còn bác nào muốn nó giảm đau nhanh ấy, thì các bác dùng nhiều. Cái thảo dược này ngoài cái việc chữa đau dây thần kinh số 5 này, dây thần kinh số 7 này, nó còn dùng để chữa nhiều cái bệnh khác. Ví dụ như là dùng để chữa trĩ cũng được, dùng để chữa bị vấp ngã rồi bị đau ấy. Ví dụ như là các bác bị đau tay, đau chân mà bị ở cơ ấy, nhé, cái phần mềm ở cơ ấy, nó dập, nó sưng lên đấy, các bác dùng cái thảo dược này uống cũng được nhé. Có nghĩa là các bác bị tai nạn này, bị ngã này, hoặc là bị chẳng may cái gì nó rơi vào nó đau cái cơ ấy, nhé. Thì cái sản phẩm này nó dùng để chữa cái đau cơ cũng rất là tốt nhé. Đấy, thì có 2 cái tác dụng vừa nói, một là cái đau dây thần kinh này, số 5 hoặc số 7, 2 là cái đau cơ này, rồi một số cái bệnh như là bệnh trĩ là cũng dùng được nhé. Đấy, rồi nó còn rất là nhiều các tác dụng khác nữa, nhưng mà trong cái video này thì xin chia sẻ tới các bác là chủ yếu là cái đau dây thần kinh số 5 nhé. Cái thảo dược này khi các bác dùng đau thần kinh số 5 ấy thì các bác dùng 2 đến 3 lần trong ngày, mỗi lần thì 2 đến 3 cái thìa này nhé. Đấy, các bác hòa nước các bác uống, hoặc cho vào mồm các bác đổ nước vào các bác uống cũng được. Ngoài cái thảo dược này ra thì chúng tôi còn có cái thảo dược để chữa về cái đau cái cạnh sườn nha, rồi đau cái mạn sườn bên phải nha, rồi đau đại tràng, đau dạ dày, rồi đầy hơi chướng bụng cũng có nha. Thì các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 40345 nhé. Thế còn đây là cái thảo dược mà dùng chuyên để chữa cái đau dây thần kinh số 5. Bác nào mà chẳng may bị đau dây thần kinh số 5 ấy thì cứ dùng thử nhé. Các bác cứ lấy một ít rẻ thôi nhé, các bác dùng. Đấy, dùng thử trong thời gian 10 ngày trở lên mà thấy nó đỡ thì các bác lấy tiếp nhé. Ngày các bác cứ dùng 2-3 lần như tôi vừa hướng dẫn đấy, này mỗi lần một thìa như này, mỗi lần 2-3 thìa như này, tùy theo cơ địa của các bác. Các bác uống mà thấy nó đỡ nhanh thì các bác muốn đỡ nhanh thì các bác dùng nhiều lên, mà muốn đỡ từ từ thì các bác cứ dùng ít một nhé. Rồi, video này xin chia sẻ tới các bác và tới các bạn là cái cách chữa cái đau dây thần kinh số 5 bằng cái thảo dược. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé. Đau dây thần kinh số 5 có thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thảo dược. Khi bạn dùng thử thảo dược tại Thờ Mộc HHT mà thấy đỡ là chữa được. Liên hệ điện thoại hoặc Zalo số 0932 340 345.